Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các anh chị sử dụng phần mềm VVoice, phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào. Sau khi các anh chị đăng ký sử dụng phần mềm VVoice, Kế toán Việt Hưng cấp quyền cho các anh chị để truy cập vào trang quản trị.ketoanviethung.vn. Anh chị điền email và mật khẩu đã được Kế toán Việt Hưng cấp và nhấn vào đăng nhập. Anh chị truy cập vào hóa đơn điện tử, chọn doanh nghiệp. Để anh chị thêm doanh nghiệp, anh chị cần tải hóa đơn về. Anh chị nhấn vào thêm doanh nghiệp thì phần mềm sẽ mở ra một cửa sổ để các anh chị khai báo. Lúc này anh chị điền tên công ty, mã số thuế công ty. Tên đăng nhập chính là mã số thuế công ty đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử.gdt.gov.vn. Mật khẩu là mật khẩu truy cập vào trang hóa đơn điện tử.gdt.gov.vn. Sau đó anh chị nhấn vào chữ lưu. Khi phần mềm cập nhật thành công, anh chị chọn kết nối cơ quan thuế, nhấn vào kết nối ngay. Anh chị nhớ điền mã captcha. Mã captcha này thì có thể viết hoa hoặc là viết thường đều được. Sau đó anh chị nhấn vào save. Khi kết nối, anh chị nhớ lưu ý chọn đúng tên công ty mà anh chị cần kết nối. Để đồng bộ được dữ liệu, anh chị chọn kỳ mà các anh chị cần đồng bộ. Sau đó anh chị chọn đồng bộ data. Cập nhật thành công thì anh chị sẽ thấy được 16 hóa đơn đầu vào. Sau đó anh chị vào hóa đơn đầu vào, kiểm tra xem có đúng là chúng ta đồng bộ được 16 hóa đơn đầu vào hay không. Đồng thời để chứng minh xem phần mềm VVoice của Kế toán Việt Hưng đồng bộ có chính xác hay không, anh chị truy cập vào website hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn và anh chị đăng nhập, chọn tra cứu hóa đơn, chọn hóa đơn điện tử mua vào. Ngày ở đây em sẽ tra cứu là ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2, sau đó em chọn cấp mã hóa đơn. Ở đây có 14 kết quả, em xuất ra Excel. Tiếp theo em sẽ chọn tổng cục thuế đã nhận nhưng không cấp mã, em tìm kiếm có 2 kết quả. Như vậy là 14 kết quả được cấp mã và 2 kết quả không cấp mã, tổng là 16 kết quả. Tại hai danh sách hóa đơn này, em sẽ mở ra copy hai dòng của hóa đơn không được cấp mã sang hóa đơn được cấp mã để em cộng số liệu tổng cột tổng tiền thanh toán mà em đã tải được ở trên trang hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế xuống. Như vậy, tổng tiền thanh toán ở đây là 193.903.564 đồng. Quay sang phần mềm VVoice của Kế toán Việt Hưng. Tại phần hóa đơn đầu vào này, em chọn xuất khẩu chi tiết và em mở bảng kê được xuất khẩu ra. Lúc này em sẽ được thông tin ở trên hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp cấp cho công ty. Và trên hóa đơn thể hiện chi tiết các mặt hàng hóa, số lượng, đơn giá, tổng tiền hàng, tiền thuế, thuế suất và tổng tiền thanh toán. Các cột nào mà anh chị không cần, các anh chị có thể hai xuống để chúng ta nhìn file Excel tải về được ngắn gọn. Và khi tải xuống thì phần mềm VVoice của Kế toán Việt Hưng cũng tải luôn được cả kết quả kiểm tra về hóa đơn hợp lệ hay không hợp lệ, đồng thời kiểm tra được trạng thái hóa đơn mới hay là hóa đơn thay thế. Như tháng 1 em tải xuống thì có cả hóa đơn thay thế và hóa đơn bị thay thế. Quay trở lại bảng kê của tháng 2, các anh chị có thể thấy rõ được tại hóa đơn số 127 có 5 vật tư hàng hóa. Bây giờ em sang trang hóa đơn điện tử, em mở hóa đơn số 127 để em kiểm tra xem có đúng hay không. Thì tại đây hóa đơn 127 có đủ 5 mã hàng hóa, số lượng đơn giá thành tiền là 3.016.193 đồng. Để các anh chị xong được số liệu ở trên file Excel anh chị vừa tải về, anh chị nhấn vào Ctrl F, chọn Replace, chọn dấu phẩy và chọn Replace All, nhấn OK và đóng lại. Lúc này em sẽ xong tổng tiền thanh toán của 5 hàng hóa trên hóa đơn 127 bằng 3.016.193 đồng, bằng đúng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Như vậy, phần mềm VVoice của Kế toán Việt Hưng đã tải xuống đầy đủ hóa đơn. Tổng tiền thanh toán trên bảng kê hóa đơn mua vào của tháng 2 là 193.903.564 đồng, bằng tổng tiền mà em vừa tải trên trang hóa đơn điện tử.gdt.gov.vn xuống. Như vậy là độ chính xác tải xuống của phần mềm VVoice là 99,9%. Và khi anh chị tải được file Excel này xuống rồi, thì để làm sao chúng ta có thể nhập nhanh được số liệu từ bảng kê mà các anh chị vừa tải xuống, thì các anh chị thực hiện các cái thao tác để có thể nhập khẩu được lên phần mềm MISA. Bằng cách là trước tiên anh chị cần phải xác định được các tên vật tư hàng hóa của doanh nghiệp anh chị là vật tư hàng hóa, dịch vụ hay là công cụ dụng cụ. Thì các anh chị có thể điền ở tại cột tính chất. Ở đây em ví dụ thép, đồ gá, tấm khuôn đều là nguyên vật liệu. Em sẽ để tính chất là 152 là nguyên vật liệu.
công ty anh chị là hàng hóa hay là công cụ thì anh chị tự lựa chọn tính chất sao cho phù hợp với loại hình của doanh nghiệp anh chị. Xăng ở đây em sẽ để là dịch vụ, phôi và đồ gá đều là nguyên vật liệu. Máy tiện kim loại này sẽ là công cụ dụng cụ nên em sẽ chọn là 242. Chốt đẩy là 152. Nước uống bia này em sẽ cho vào là dịch vụ để ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp luôn. Dây đồng lò xo cũng là 152. Xăng cũng là dịch vụ. Trước tiên các anh chị cần phải xác định được như vậy trước. Sau đó chúng ta sẽ dùng hàm filter để lọc. Vật tư hàng hóa dịch vụ nào chiếm nhiều nhất thì chúng ta sẽ làm trước. Ở đây nguyên vật liệu nhiều, công ty em mua về để nhập kho, sau đó mới xuất ra để sản xuất. Do đó em sẽ lọc nguyên vật liệu 152. Để nhập được dữ liệu lên phần mềm kế toán Visa thì em sẽ cần phải khai báo các mã vật tư kho trước. Thì em sẽ vào vật tư hàng hóa, em chọn kho, nhấn thêm. Kho nguyên vật liệu thì em sẽ chọn là 152, tên là kho nguyên vật liệu và tài khoản kho là 152, sau đó em nhấn cất. Sang danh mục vật tư hàng hóa, chọn vật tư, em sẽ chọn vào nhập khẩu, tải tệp dữ liệu mẫu của Misa xuống. Sang bảng kê, em sẽ copy tên các nguyên vật liệu này sang. Mã em sẽ để là VT001 và kéo xuống. Phần mềm sẽ tự tạo ra các cái mã vật tư nối tiếp. Tại đây thì các anh chị chưa cần phải lọc xem là có bị trùng hay không. Bởi vì nếu có trùng thì tí nữa sang phần mềm Visa, các anh chị cũng có thể gộp được mã vật tư hàng hóa, nên các anh chị không cần phải lo vấn đề đó. Tính chất ở đây có ghi chú là không hoặc bỏ trống, chính là vật tư hàng hóa, một thành phẩm, hai dịch vụ, ba chỉ là diễn giải. Thì ở đây em sẽ để là không, em khai báo là vật tư hàng hóa. Đơn vị tính, em copy bên bảng kê sang. Hiện tại ở đây em thấy đơn vị tính có đơn vị là cái hoặc là chiếc, thì em có thể xóa đi. Và sang phần bảng kê em cũng xóa đi. Em chỉ để một đơn vị thống nhất thôi. Tiếp theo đến kho ngầm định, vì ở đây là nguyên vật liệu nên kho ngầm định lúc em tạo là 152. Tài khoản kho là 152. Tài khoản chi phí là 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200. Sau đó em copy xuống dòng dưới. Vào file chọn save as để các anh chị lưu lại mẫu danh mục vật tư hàng hóa. Sau đó sang Visa anh chị chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu. Nhấn vào tiếp theo, tiếp theo. Phần mềm sẽ tự nhập khẩu 53 dòng lên cho anh chị hợp lệ. Trong trường hợp nếu như phần mềm báo có dòng nào bị sai sót thì các anh chị phải kiểm tra xem sai tại dòng nào để sửa lại cho đúng. Trường hợp phần mềm cảnh báo đơn vị tính không có trong phần mềm thì lúc đó các anh chị phải vào danh mục vật tư hàng hóa đơn vị tính để các anh chị thêm đơn vị tính mà chưa có vào trước. Sau đó anh chị lại quay lại danh mục vật tư hàng hóa, chọn lại là nhập khẩu, chọn lại đến đường dẫn mà anh chị lưu mẫu danh mục vật tư hàng hóa và nhấn tiếp theo để phần mềm nhập khẩu lại. Khi nhập khẩu hợp lệ thành công 100% thì anh chị nhấn vào thực hiện và đóng dữ liệu lại. Tại mục vật tư hàng hóa, anh chị nhấn nạp, từ đó anh chị sẽ có được các mã về vật tư. Khi có các mã vật tư đó thì các anh chị insert dòng ra. Lần lượt các anh chị điền mã vật tư vào bảng kê mà anh chị vừa tải từ phần mềm Vivoi xuống. Ở đây có 6 dòng đầu tiên liền nhau, anh chị copy mã vật tư của 6 dòng đầu tiên liền nhau. Nếu mà cách nhau mà các anh chị copy bê nguyên cái cột mã ở bên mẫu danh mục vật tư hàng hóa, copy nguyên sang mã vật tư này thì phần mềm sẽ nhảy không đúng dòng, anh chị nhớ lưu ý. Tiếp theo là từ dòng 9 đến dòng 35 là theo thứ tự lần lượt đồ gá A 8510. Lúc này em có thể copy liên tiếp được dòng 35, như vậy đến đúng dòng 35. Tiếp theo từ dòng 37 đến dòng 48, tấm inox 304 đến đúng dòng 48 em copy đúng. Và tiếp theo từ dòng 54 đến dòng 60 là số mã vật tư còn lại, như vậy là đã khớp. Nếu như các anh chị thấy lệch thì các anh chị phải kiểm tra lại. Đó là khai báo về vật tư. Và những vật tư này thì em nhập kho. Tiếp theo là đến mã người bán. Tiếp theo đến mã người bán thì em khuyên các anh chị là nên để theo mã số thuế. Như vậy các anh chị sẽ bằng cột mã số thuế. Sau đó các anh chị kéo công thức xuống. Tại cột mã người bán, tên người bán, địa chỉ và mã số thuế, các anh chị copy sang một sheet khác. Lúc này các anh chị gộp các mã người bán giống nhau lại. Các anh chị vào data, chọn remover duplicate, chọn remover. Như vậy chúng ta rút ngắn lại còn 11 mã nhà cung cấp. Tương tự các anh chị cũng nhập khẩu mã nhà cung cấp lên phần mềm Visa. Anh chị vào danh mục đối tượng nhà cung cấp. Trước tiên thì các anh chị nhấn vào thêm nếu như chưa có nhà cung cấp nào. Anh chị đánh tên ABC sau đó nhấn cất. Để mục đích là phần mềm hiển thị lên phần nhập khẩu này. Sau đó anh chị nhấn vào nhập khẩu, tải tệp dữ liệu mẫu xuống. Anh chị lần lượt copy mã
tên, địa chỉ và mã số thuế mà các anh chị vừa gộp ở bên bảng kê sang phần mẫu danh mục nhà cung cấp vào các cột tương ứng mã, tên, địa chỉ và mã số thuế. Sau đó anh chị vào file chọn save as để lưu. Quay sang phần mềm Misa, anh chị chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu mẫu danh mục nhà cung cấp, nhấn vào tiếp theo, nhấn tiếp theo. Phần mềm sẽ tự nhập khẩu mã nhà cung cấp cho anh chị. Sau đó anh chị nhấn thực hiện. Thực hiện xong thì anh chị nhấn đóng. Tại danh mục nhà cung cấp anh chị nhấn vào nạp, phần mềm sẽ nhập khẩu lên cho các anh chị. Mã nhà cung cấp nào mà không cần thiết anh chị có thể nhấn vào xóa để chúng ta xóa đi. Vào tệp, chọn nhập khẩu từ Excel, chọn chứng từ, chọn mua hàng. Vì ở đây chúng ta mua hàng nhập kho, do đó anh chị chọn là mua hàng qua kho và tải tệp dữ liệu mẫu xuống. Và đây chính là file mẫu của phần mềm Misa. Lúc này anh chị copy số liệu từ bảng kê sang file mẫu của Misa, bao gồm ngày hạch toán, ngày chứng từ. Anh chị chọn một trong các cột ngày cận hóa đơn, ngày cấp mã, ngày hạch toán đều được. Anh chị nhấn Ctrl C, copy sang ngày hạch toán, ngày chứng từ và ngày hóa đơn. Tiếp theo là đến mã và tên của nhà cung cấp. Anh chị copy mã tên nhà cung cấp. Diễn giải anh chị có thể để là mua nguyên vật liệu nhập kho. Vì diễn giải này sẽ khác với cột diễn giải ở bên bảng kê. Cột diễn giải ở bên bảng kê chính là cột tên hàng và mã hàng mà anh chị cần phải copy sang. Ở đây em sẽ copy mã vật tư trước, chính là mã hàng. Tiếp theo là đến tên hàng, rồi đến kho. Ở đây là kho nguyên vật liệu 152. Kho và tài khoản kho sẽ bằng nhau, đều là 152. Tiếp theo là đến cột số lượng, đơn giá, tổng tiền chưa thuế. Tiếp theo là đến thuế giá trị gia tăng. Em sẽ copy cột thuế suất này sang là 10%. Nhưng ở đây phần mềm có ghi chú là 10% thì các anh chị chỉ cần nhập 10. Do đó em sẽ dùng Ctrl F tìm kiếm 10% để thay thế bằng 10. Nhấn Replace All, nhấn OK. Tiền thuế em copy ở cột thuế giá trị gia tăng sang. Đó là những cột quan trọng các anh chị có thể lấy được từ bảng kê tải trên phần mềm Vvoi xuống. Tiếp theo là đến số hóa đơn. Anh chị copy số hóa đơn sang. Và ở đây vì là mua nguyên vật liệu nhập kho phải điền số phiếu nhập nên em sẽ để số phiếu nhập bằng số hóa đơn luôn. Mẫu số ký hiệu em không cần điền. Hình thức mua hàng, ở đây là mua hàng trong nước nhập kho, ký hiệu là không, em để là không. Phương thức thanh toán em sẽ để là chưa thanh toán, nhập là không. Nhận kèm hóa đơn em sẽ để là 1. Em copy xuống bên dưới này, Ctrl V. Tiếp theo là đến cột đơn vị tính, em copy từ bảng kê sang. Tài khoản công nợ em điền là 331 vì ở đây em mua nguyên vật liệu chưa thanh toán nên em chọn hết là 331. Đơn vị tính em copy từ bảng kê sang. Như vậy nghiệp vụ hạch toán là nợ tài khoản 152, nợ tài khoản 1331, tài khoản thuế giá trị gia tăng và có tài khoản 331. Kiểm tra tất cả các cái thông tin đúng rồi thì em vào file em chọn save as để em lưu lại. Lưu xong thì em sang Misa. Vẫn ở trong phân hệ tệp nhập khẩu từ Excel, chọn chứng từ, chọn mua hàng qua kho. Em chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu mà em vừa lưu. Copy mua hàng qua kho. Nhấn Open, nhấn tiếp theo. Nhấn tiếp theo. Lúc này anh chị sẽ đợi phần mềm tự nhập khẩu lên Misa. Những dòng nào mà có tình trạng là hợp lệ, tức là anh chị đang điền vào file mẫu Excel của Misa là đúng. Nếu phần mềm báo là tình trạng hợp lệ tất cả, các anh chị nhấn vào thực hiện. Còn trường hợp phần mềm cảnh báo sai dòng nào, thì anh chị vào bảng kê mẫu của Misa, copy mua hàng qua kho này để anh chị kiểm tra xem sai tại dòng nào. Thì anh chị sửa tại dòng đó. Sửa xong các anh chị nhấn Ctrl S để lưu và thực hiện nhập khẩu lại. Ở đây tất cả đúng rồi thì em nhấn vào thực hiện. Nhập khẩu thành công, em nhấn đóng lại. Em sang phân hệ mua hàng, chọn mua hàng hóa dịch vụ, chọn năm mà em cần xem, sau đó nhấn lấy dữ liệu. Thì lúc này em sẽ lên được tất cả 12 chứng từ. Em bôi đen tất cả, nhấn Ctrl A để ghi sổ lại. Sang bảng kê hóa đơn mà anh chị tải từ phần mềm Vvoi xuống. Lúc này em xăm tổng tiền hàng chưa thuế là 152.533.546 đồng, bằng đúng tổng tiền hàng chưa thuế ở trên Misa vừa nhập khẩu lên. Tương ứng sang tiền thuế và tổng tiền thanh toán là 167.786.900. Em xăm tổng tiền thanh toán là 167.789.900. Phần mềm đã nhập khẩu đúng và nghiệp vụ hạch toán cũng sẽ được cập nhật lên đầy đủ cho anh chị, bao gồm số hóa đơn, ngày hạch toán, ngày hóa đơn, ngày chứng từ, mã vật tư, thuế suất, nghiệp vụ hạch toán nợ có, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng tiền hàng, tiền thuế và tổng tiền thanh toán được thể hiện đúng theo như ở trên hóa đơn.
Còn trong trường hợp nếu như anh chị thấy các mã vật tư mà trùng nhau, anh chị có thể vào danh mục vật tư hàng hóa, vật tư hàng hóa. Anh chị xuất khẩu dãy Excel mã vật tư hàng hóa này bao gồm mã tên, đơn vị tính, kho ngầm định, tài khoản kho và tài khoản chi phí, nhấn đồng ý. Anh chị xuất dãy Excel. Tại đây, anh chị bôi đen cột và chọn Highlight Cell, chọn Duplicate, nhấn OK. Trong trường hợp nào mà mã vật tư bị trùng, báo đỏ, lúc đó anh chị gộp mã còn không báo đỏ thì tức là đang không bị trùng. Ở đây em ví dụ, nếu mà báo đỏ như thế này thì anh chị sẽ phải sang MISA tìm mã đó, xong rồi bôi đen. Ở đây em giả sử là vật tư 056 bằng với lại vật tư 50 tức đang bị trùng thì em sẽ bôi đen hai cái dòng này. Em chọn vào gộp và em gộp về mã vật tư 50, sau đó em nhấn gộp. Phần mềm sẽ thực hiện tự gộp mã. Như vậy, anh chị sẽ được một mã vật tư là 50 thôi, không bị trùng nữa. Như vậy rất là nhanh. Và những chứng từ mà anh chị đã hạch toán chọn mã vật tư 56 chẳng hạn, thì phần mềm cũng tự động chuyển về mã vật tư 50 cho anh chị. Vậy nên khi tạo mã, anh chị chỉ cần copy tên vật tư hàng hóa bên bảng kê mà anh chị tải từ phần mềm Vivoi xuống sang bảng danh mục mẫu vật tư hàng hóa của Visa, sau đó anh chị có mã xuống là được. Nếu có trùng thì chúng ta đã có cách giải quyết. Đối với các phần hành khác như là dịch vụ, anh chị cũng làm tương tự như là mua hàng nhập kho. Nhưng dịch vụ thì anh chị phải vào tệp nhập khẩu từ Excel, tải file Excel mẫu xuống, chọn chứng từ, chọn mua hàng, chọn mua dịch vụ, tải tệp dữ liệu mẫu xuống. Mua dịch vụ thì anh chị lưu ý tài khoản chi phí là tài khoản 642 hoặc là 154 tùy theo tính chất của từng nghiệp vụ. Công nợ anh chị có thể để là 111 hoặc là 331. Còn các thông tin khác anh chị cũng copy và điền đầy đủ giống như là anh chị điền ở bên mua hàng nhập kho. Xong thì anh chị cũng nhập khẩu như bình thường. Nhưng để điền được thông tin vào thì anh chị phải nhớ, phải tạo mã dịch vụ trước. Như vậy là em vừa hướng dẫn cho anh chị về cách tải chi tiết vật tư hàng hóa của hóa đơn đầu vào ở trên phần mềm Vivoi của Kế toán Việt Hưng và các cách anh chị nhập khẩu lên phần mềm kế toán.